Dạ, công xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị bạn tiếp tục mình vô luôn. Hoa tứ quý, cái vàng, cái quý này, nhỏ bự có đầy đủ, áo thấp có. Rồi cô chú anh chị nghĩ cái nào ngay tiếp chỗ thôi. Mai cho anh Sơn ở Sóc Trăng. Cộng vô clip để cô chú mắt gian chờ đợi nha. Rồi, em chào anh Linh à. Rồi, chào dạ, chị. Em mến chào các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ạ. Nó trở lại vườn nhà em nha, về được là 9 phôi mai tứ quý và 10 phôi mai vàng ạ. Để mong giao lưu cùng các cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại em là 0377211167 cũng là Zalo của em nha. Rồi để ủng hộ em tiếp nha, em vô cây số 1 đi nghe các cô chú anh chị. Cây số 1 là mai tứ quý nha các cô chú anh chị. Tứ quý cây số 1 chỉ cần rất là đều. Hồng cốt thẳng. Đây này nó có cái đuôi nữa kìa. Chỉ cần rất là đều. Hồng cốt thẳng. Để như con thú. Đuôi chân cẳng đầy đủ, đùi chân là dư luôn á, bên này cũng vậy luôn á, chân trước chiều sau đây đẹp hơn chứ mà dễ điều luôn, đặt yeah. Luôn không trống luôn, cũng đặt luôn á, hai bên tứ phía đầy đủ hết á, đuôi chân đầy đủ luôn, gốc nở cặp cho thông số luôn. Yeah. Ra tổng cái này đi. À, cái này là 36. Quận tháng 9 này 36. Dạ. Nhiều thú không? Lực. Nhẹ đây là 24. To bự. Tổng chiều cao này là 88. Chỉ cần quá điều. Rồi đường kính vào này là 39. Chỉ cần rất là điều. Mấy cái cũ này nè. Đặt cho mình cho cô chú con hạo hạo cái củ này nha. Nè, 60 ạ. Củ đặt hay có chứ, 60. Đùi nhìn đẹp. Đùi dáng như thú, rất đẹp. Rồi, giá luôn. Rồi, cái số 1 này em xin lưu lưu với cô chú anh chị là 4 triệu gửi. 4 triệu gửi, cái số 1. Ngoài tứ quý. Dạ. Rồi, tiếp tục qua cái số 2. Rồi, qua cái số 2. Đúng rồi, tứ quý, thằng một cốt thằng hai lắc chỉ cành đều đầy đủ yeah. Cái này lắc đều cái này thì cái mặt này nó hay cũng hay ấy, mà cũng à, cũng xử lý keo đồ sành hết rồi nó đã sành sẵn luôn chứ để giường để chặt một cây coi vừa mình lát chứ nó không sao chứ lát da ngoài một chút để thì đều đạt yeah. Cái sổ chúng con cao nó có chứ mà đừng không trống yeah. Quá đều luôn cái bạn bên bạn lại quay đây chưa chậm chậm nhanh đó, nó không có mặt yeah. Đúng rồi to đều đặt sọt cái này luôn á để sổ to đều đặt cây này hoành cũng khá là lớn lực cây già cây hết chứ mà cọ cho thông số dạ yeah. Rồi à, cái này đi là 39. Bằng 39. Số nhẹ đây xuống đây là 25. Cây này tổng chiều cao nó phải là 1,5 m. Tổng chiều cao 1,5 m. Đó thoát thân cho em luôn. Thoát thân này ha. À. Thân đây xuống đây đi là 68. Thân 68. Đúng rồi, nguyên cái. Rồi, nó đế. Nó đế này. Nó đế đặt. Hảo hảo cho cô chú coi 115 cũng rồi đấy khoảng 115 yeah. Rồi đường kính bầu này là 43 rồi giá luôn rồi cái số 2 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 3,8 triệu rồi 3,8 triệu cái số 2 thì gọi phép đỡ cây luôn dạ yeah. Qua cái số 3 qua cái số 3 hoàng tứ quý không cao thằng yeah. Lắc thì cành trên đây cũng khá đều đế khá đế của chúng đây thì đều đây thì cũng có ghế lót này đúng rồi giờ gọi cho ông số dạ góc nở chắc cái này không nở
Rồi em ra vị trí này đi là 36. Hoàn thành chiếc 36. Chiều rồi cao. Tổng chiều cao này là 126. 126. Đường kính bầu này là 42. Rồi, giá luôn. Rồi cái số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. 2 triệu cái số 3 phong anh Tú Quý. Không cao. Tận dụng ha. Rồi, rồi cái qua cái số 4. Một cốt thân lắc nhẹ. Cốt cao. Trên chỉ cạnh đi. Lọt tàn dù không cao luôn. Cái cạnh trên rất là đều. Cây này cây già cây lắm rồi. Để lực gãy đều, dễ nó chảy đều chân thế nè, trong này còn đều tứ diện để to, ba cái này là đủ rồi, chân đấu cây luôn. Cũng lực cây nở trời cho thấy số luôn. Dạ. Cây số 4. Rồi em ra vị trí này đi là 35 nè. 35 rưỡi tính 35. Dạ. Thoát thân. Thoát thân từ đấy này là 75. Cái cây này tổng chiều cao của nó là mét 9. Mét cả mét mét 9 ạ. 7 hả? 7 hả? Rồi. Chiều cao mét 7 rồi chứ bạn. Rồi. Đường kính bầu này là 47. Rồi giá luôn. Rồi, cái số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi. Rồi, cái số 4, 4 triệu rưỡi. Rồi, phép đỡ cây luôn. Dạ, xếp qua cái số 5. Thôi, tôi quý quái nha. Cây này trồng nó dính cái bao trong này nè, cho nên là cái rễ nó bị nằm ở trên. Còn rễ nó quái quái luôn. Ừ. Chứ. Nằm trên cái bao cát á. Cây bị quái, để nó bị quái luôn. Hơi độc độc, hơi lạ lạ. Rồi thưa quý. Dạ. Rồi trong số đó. Em ra vị trí này đi, là 31. Mình 31. Thoát thân. Thoát thân đây xuống này đây là 49. Tổng chiều cao này là 80. Đường kính bầu này là 45. Rồi giá luôn chị. Rồi cái số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 7. 1 triệu 7. Cái số 5. Tập thành dụng cái gành đầy đủ. Dạ. Đấy quái. Không biết quái mình không diễn tả sao với người. Rồi phải đỡ cái luôn. Dạ. Cái số 6. Tôi quý, à. Quý cái sáo này đẹp nha. Lúc này nở ha. Nở to to. Để lực đều. Cái gom hình cũ to. Yeah. Đặt luôn. Rễ rất là đều. Yeah. Không chống luôn. Gom hình cũ to bự. Rồi do luôn. Rồi rất là đẹp thôi chứ mà. Thằng chân hay, cái cành hay lắc lắc. Lực luôn. Rồi cho đồng số. Dạ. Cái thú quý này đẹp đấy, quá đẹp. Rồi dạ. Cũ. Rồi em ra vị trí này đây là 33. Quanh 33. Thất thật đây xuống đây là 26. Tổng chiều cao này là 74. Rồi đường kính bầu này là 37. Rồi giá cái cục. Chưa chưa đóng cũ. Cũ hoàn hảo cái cũ này đi. Cũ to đặc lắm cái số này. À, cái cũ này là cũ 59. Cũ 59. Dạ. Rồi cái số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu rưỡi. Đẹp ha. Đây, 3 triệu rưỡi, cái số 6. Mời thưa quý. Dạ. Đó cây luôn. Đó cây. Và cây số 7. Cây số 7, mời thưa quý. Để lực cũng khá khá đấy. Tập chơi ghép được cái này chỉ cần cũng đều.
đầy đủ luôn. Để thì cá để nó gom gom là cũng gọn gọn. Rồi, con số. Dạ. Đây, vị trí này là 33. Vành 33. Tổng chiều cao này là 75. Đường kính bầu này là 35. Rồi, cho giá luôn. Dạ, cây số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,6 triệu. 2,6 triệu, cây số 7 hoa thú quý. Mua về tập chơi rất là vừa, dễ chơi, gọn gọn. Rồi, hết bỏ cây luôn. Dạ, bỏ cây số 8. Mai thú quý là mini. Mini. Mini mà bộ. Cái bộ đế nó quá trời nha. Nhỏ, xinh xinh. Nhỏ đặt. À. Đều. À. Nở luôn. Thằng tốt luôn. Cao. Nhỏ như không già cây không biết. Dạ, già cây. Cái form rất đẹp. Này về vô cái chậu là đẹp lắm ha. Qua cho cái đế. Qua cho số. Rồi. Đây 19 này đi là 19. Quanh 19. Tổng chiều cao này là 28. Sao nhẹ rễ này là 16. Rồi, đường kính bầu này là 31. Rồi, cây số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu mốt. Rồi, 1 triệu mốt. Nhỏ mà đẹp. Số 8 thôi tôi quý. Dạ. Để hơi đẹp không? Lỡ đều. Rồi, thích nó cây. Dạ, qua cây số 9. Còn mai tôi quý luôn. Thì cành đều luôn. Cây này mới, cho nên làm nó không có được sạch mấy. Nhưng mà bộ rễ nó đều lắm. Rễ đều đặc, dạ. Đều ghê ha. Mới lấy, đặt luôn. Mới lấy về làm đâu kịp. Để dưới này chặt cứng luôn. Dạ. Nhiều rễ lắm. Dạ, cũng già cây rễ đều. Dạ. Cây này nhỏ nhưng mà để dễ quá trời luôn. Rồi chỉ cho con số luôn. Rồi. Đây vị trí này đi là 22. Còn 22. Thoát thân. Thoát thân nhẹ xuống đây là 25. Tổng chiều cao này là 71. Đường kính bầu là 33. Để hơi biết rồi nhưng mà đều đạt luôn. À. Rồi cây số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,6 triệu. 1,6 triệu cây số 9. Dạ. Cái này đặt sạch luôn trời. Quá dạ, trời vậy. Quá đặt. Chưa làm sạch nó thấy nó không đẹp không. Rồi, em đổi cây, em quay cái số 10 là phôi mai vàng nha các cô chú anh chị. Lùng lực gom hình cũ. Dạ. Hình cũ gốc nó to. Dạ. Rất là đẹp luôn. Dạ. Rất là bự mập. Quá trời bự luôn. Dạ. Cây đẹp. Cục đất to ha. Cái mượn cây này rất là đẹp luôn. Ừ. Thơm nó lùng lực dừa gốc cũng cũ. Rồi cho thông số luôn. Rồi. Không phải vàng rồi chứ bạn. Lúc sau là mới vàng. Vàng. Không đây vị trí này đi. Vị trí này đây là 32. Cũ. Có cái cũ này cho cô chú anh chị xem. Cũ nhỏ nhỏ chứ. Nó 40 ha. Cũ khoảng 40. Mình 32. Dạ. Rồi, tổng chiều cao này là 32. Đường kính bầu là 33. Rồi, mình cũ gốc rất là đẹp. Lập to, lùng lực. Rồi, cái số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu, cây dạ. Số 10. Cho phép đổi cây. Dạ, cây số 11 nha. Cây này nó lực cũng nó nở gốc. Bể xuồng nách chạy xuống. Dạ. Đây hơi nhẹ nhẹ nè. Ừ. Đây, ra hơi nhẹ nhẹ. Form chỉ cần đầy đủ. Gốc thì dễ đều, nở nở. Cho gọi cho đông số luôn. Dạ. Đây vị trí này đi, là 32.
Bằng 32. Nắm chiều cao này là 37. Đường kính bầu là 33. Okay, số rồi, cây số 11 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 1.4 triệu. Được rồi, 1.4 triệu cây số 11. Dạ. Yeah. Rồi em tới cây. Rồi, cây số 12. Cậu, cái này quá trời đẹp, đẹp luôn. Trên kia chiếc cành là điều nè. Chiếc cành quá đầy đủ điều luôn. Chiếc cành khỏi che luôn, già cây lực. Nó chóc da chứ, tại vì nó già cây quá, nó chóc da chứ nó không có bị gì hết. Nó ra da lại chứ này. Nó da hết, liền da hết. Liền hết à? Dạ. Để thì rễ khỏi chê luôn. Dạ. Ở đều đầy đủ. Cây đẹp cây nữa chú bạn. Dạ. Cái form này rất là vừa luôn. Củ này đặc sệt. Củ đặc bự nữa. Khỏi chê cái hành động nhìn đẹp lắm của chú bạn. Trời, con số. Dạ. Đây vị trí này đi là 32. Qua chặt cái gốc cũ. Ta xích chặt chặt xuống cái cũ này đi. Là 37 á. Chặt 37. Thấp xăng nhẹ này xuống đây là 15. Tổng chiều cao là 43. Rồi đường kính bầu này là 37. Rồi giá luôn chưa? Rồi cái số 12 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Đẹp quá trời đế lực, chi cành đầy đủ điều luôn. Dạ. Cho phép đỡ cây. Dạ, em qua cái số 13. Rồi mình củ gốc nở lực. Đây đẹp ha. Cúc dây lùng lực cho các bạn một xay. Dạ, cho năm số. Dạ. Đây vị trí này đi là 28. Dạ, hoành 28. Tổng chiều cao đây là 29. Đường kính bầu là 30. Dạ, rồi, giá luôn. Rồi, cái số 13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn. Cái số 3 hơi vàng. Cô chú anh chị nghĩ cái nào không tiếp chỗ, có mai chỗ. Thì sơn nha cô chú mà. Rồi, tiếp theo, rồi. Cái số 14. Rồi, cái số 14. Cầu quái quái. Cô này nở to quá ha. To khúc bự. Rồi hình cũ rất là đẹp. Dạ. Hình nhớ rất là lực. Lực lắm. Cây này là đã. Cây gọi cho ông số. Dạ. Ta vị trí cái này đi. Vị trí này đây là 37. Vành tài trí là 37. Tổng chiều cao đây xuống đây là 28. Rồi đường kính bầu này là 29. Rồi cái số 14 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 800 ngàn. Rồi 800 ngàn. Một khúc cho bá mập u thôi. Nhìn đẹp. Rồi cái số 15. Ngày phơm chỉ cần đầy đủ lụng lực luôn. Nghĩ khá là điều điều. Cây này có cái thẹo ở đây nó cũng sành nè nha. À, đúng rồi. À. Không có gì hết. À. Chỉ nhỏ hơn ngón tay chút xíu. Đẹp thôi, còn gọn như vừa với chơi chứ mà tập chơi ghép là vừa. À. Giá cũng sinh viên gì vừa luôn. Đây gọi cho đồng số. Rồi. Đây vị trí này đi là 29. Hoành 29. Tổng chiều cao là 30. Đường kính bầu này là 32. Rồi cái số 15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Số điện thoại em là 0377216767 nha các cô chú anh chị. Rồi gọi phép đổi cây luôn. Dạ, cái số 16. Rồi mình về cây số 16. Chiếc cành này đầy đủ luôn. Dạ. Gốc này nó gom gom lại cũng nở nở. Dạ. Rồi cho đọc số luôn.
Vị trí này đi là 27. Hoành 27. Dạ. Tổng dư ca này là 37. Đường kính màu là 31. À, cây số 16 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 800 ngàn luôn. Rồi, 800 ngàn. Dạ. Cái số nhiên vừa chơi ha, cây số 16. Dạ, cây số 17. Cái này nhỏ nhỏ mà nó có lên xù nữa ha. Nhỏ nhỏ mà nó có vỏ cao. Ừ. Lên xù hết trơn. Mặt đây lên xù nó dữ nè. Dạ. Hết giáp mình đó, mặt ra giáp. Để này lực nở. Dạ. Cái thay gọn gọn như dừa. Đây cũng dạt cây nha. Dạ. Tham số. Vị trí này đi là cũng 22. Hoành 22. Tổng chiều cao là 32. Đường kính bầu này là 27. Rồi cây số 17 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu. Rồi 1 triệu cây số 17. Quay sầu trễ nhẹ nhẹ. Rồi qua cây số 18. Cái này nó gom giống cái bình bông, nó gom cục cục lên xù xù. Cái này nó nhỏ nhưng mà nó mạnh cây lắm nghe các cô chú anh chị. Nó năm năm chèo mạnh lắm á. Lên thật. Nó lên hết trơn, lên lá. Ra thật nó mạnh, để rễ đều đều. Dạ. Nhỏ nhưng mới mạnh cây. Dễ ghét, màu, dạ. Màu mạnh cây. Dạ, nó đâm tược ra nữa nè. Để khá đế thôi thôi. Dạ. Đế cũng đẹp, nhưng không có xấu. Còn gọn gì vừa. Dạ, em thông số nha. Rồi vị trí này đi, là 28. Rồi, hoành 28. Tổng chiều cao này là 31. Đường kính bầu là 28. Rồi cây số 18 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn cây số 18. Rồi, chấp đỡ cây luôn. Rồi, qua cây số 19. Cây 9 này hay lực ha, nhiều thú. Để nhiều thú lai lai ha, mà chân thẳng đầy đủ. Mặt cắt này nó cũng xử lý rồi hết nghe các cô chú anh chị. Không sao, này không có gì, sành chứ. Lập này dù là ok, đẹp. Dạ. Form này lực, mình đẹp. Mình thông số nha. Này. 30. À, 30 mình, 30. Thể lực đẹp. À, tổng chiều cao này là 52. Đường kính bầu này là 42. Đấy, nhìn đẹp luôn. Dạ. Cảm ơn. Rồi cây số 19 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 3 luôn nha. 2 triệu trước đầy đủ. Cũng là cây clip của em. Nhìn đẹp. Rồi clip ngày mới mà em chúc các cô chú anh chị buổi chiều xem kênh thật vui vẻ và không quên ủng hộ em gái nha. Rồi chào. Em xin chào. Chào chào chị luôn. Rồi mình sẽ phép chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi trân trọng kính chào quý cô chú anh chị thời gian bót nghe xem ha. Nếu mà số lần trực tiếp cho anh Sơn nha. Trân trọng kính chào.